Kính thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang có mặt tại Hà Nội và hôm nay là Minh Toàn xin chia sẻ đến quý các bà con một cái tuyến đường mà nhiều cái trường đại học nhất ở thủ đô Hà Nội. Ôi, lạnh quá. Ở đây chúng ta đang dừng, đây là đèn xanh đỏ, là ngay ngã tư Sở. Một cái tên rất là quen thuộc để những ai đến Hà Nội. Và giờ này là cũng không phải là giờ cao điểm, nhưng mà đường ở Hà Nội thì rất là đông người tham gia giao thông. Chính như thế mà cái tình trạng tắc đường cũng xảy ra thường xuyên. Đây là xung quanh ngã tư Sở. Hà Nội thì chen chúc nhau luôn. Nhiệt độ ở Hà Nội bây giờ là khoảng 12-13 độ C. Như thế mà ra đường thì các bạn thấy nhiều người mặc áo ấm, và cái lượng bán quần áo, nhất là quần áo thu đông, quần áo ấm rất là nhiều. Đây là cái chợ của ngã tư Sở. Chợ ngã tư Sở. Ta đang đi trước cái khu gì đấy nhỉ, Vincom, không phải là Vincom mà là Ryan City. Đây là khu Ryan City. Và khu Ryan này thì chủ yếu là dành cho các nhà mà có điều kiện, các người có điều kiện để mua nhà thôi. Còn đây là những cái hung thần đường phố Hà Nội. Đấy, xe vàng vàng, xe buýt. Bác em đi giữa đường xong rồi nhảy vào một phát ở trong chỗ bến xe buýt luôn. Trên tuyến đường mà chúng ta đang đi đây thì có rất là nhiều trường đại học, trong đó là có Đại học Công đoàn này. Đại học Công đoàn thì đang nằm đằng sau, phía sau lưng chúng ta rồi. Tức là từ ngã tư Sở đi lên, mà hướng từ Hà Đông đi lên ấy, là đi qua ngã tư Sở rồi. Nó nằm bên phía tay phải của chúng ta. Và bây giờ chúng ta đang đi từ ngã tư Sở đi về phía Hà Đông. Thì ở đây có cái trường đại học ở đây. Sắp tới cái trường đại học này rồi. Đại học khoa học xã hội và nhân văn. À.
cổng công ty thuốc lá Việt Nam Vinataba là cũng ở đây này. Đấy, trước mặt chúng ta này. Rồi công ty giày Thượng Đình cũng ở đây này. Ở khu man này luôn á. Cái trường đại học đầu tiên mà chúng ta đi qua thì mình toàn vừa nói là đại học xã hội và nhân văn, đại học khoa học tự nhiên đấy, là nó nằm bên tay phải của chúng ta. Đây là trường đại học đấy. Trường đại học khoa học tự nhiên. Trường đại học xã hội và nhân văn. Đây là một cái trường đầu tiên mà chúng ta đi qua trên tuyến đường này. Cái trường thứ hai mà chúng ta đi qua sắp tới trên đoạn trục đường này, đó là cái trường Đại học Hà Nội, cũng ở trên trục đường này. Rồi trên rồi trường Đại học Hà Nội này, Đại học Kiến trúc này, Đại học Mỹ thuật này, học viện An ninh Nhân dân này, học viện Hành chính, học viện Bưu chính này, học viện cán bộ, tổ chức cán bộ đô thị này. Đấy là đều nằm trên đường này hết chứ bà con các bác ạ. Đây là cái hầm ở ngã tư Nguyễn Trãi. Ngã tư Nguyễn Trãi với Khuất Duy Tiến. Rồi có anh lái con đi trời lạnh hiểm quá. Chúng ta đang chuẩn bị đi qua cái Đại học Hà Nội. Bên cạnh Đại học Hà Nội là cái chợ Phùng Khoang, một trong những chợ mà thu hút rất là nhiều sinh viên ở Hà Nội đến đây mua sắm, bởi vì là chợ Phùng Khoang này thì đồ cũng khá là rẻ, bán quần áo, túi sách, cũng như là quần áo, túi sách, giày dép, đồng hồ, kính, nhiều lắm các bạn ạ. Ở chợ Phùng Khoang này, nên mà các bạn sinh viên mà về Hà Nội mà học các trường đại học thì đây cũng là một trong những cái địa điểm mà giúp cho các bạn mua sắm khi mà chúng ta học ở Hà Nội. Đây, trường đại học ở Hà Nội.
Và đây là chúng ta đang đi trước cái chợ Phùng Khoang. Đây, chợ Phùng Khoang. Chợ Phùng Khoang thì đến đây là chúng ta rẽ phải này, là vào chợ Phùng Khoang, có ngã rẽ phải vào đây. Đây là phía mặt bên hông của chợ Phùng Khoang đấy. Và các bạn trẻ mà sinh viên ở Hà Nội thì cũng Minh Toàn cũng khuyên các bạn khi mà mua sắm thì nên đến cái chợ này để mua sắm nhé, rất là rẻ luôn. Đây, đường rẽ vào chợ Phùng Khoang đây. Và đường này ở Hà Nội được gọi một cái tên, đấy là đường Nguyễn Trãi. Thì đường Nguyễn Trãi là nối liền với đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Hai đường nối liền nhau. Đây là cái đoạn này là trước siêu thị Copmark Hà Đông. Cũng là một cái địa điểm khá là tắc đường nhiều vào những giờ cao điểm, và những giờ không cao điểm cũng hay thường tắc như thế này luôn. Đây, chúng ta đang đứng trước ở đây là Học viện An ninh Nhân dân. Trước mặt chúng ta là Học viện An ninh Nhân dân, phía bên kia đường. Không biết là các bạn thấy ở Hà Nội thì cuộc sống xe cộ nhiều này có ngột ngạt không nhỉ? Đến đoạn này là tắc đường. Đấy, đi tắc đường. Rác chất đầy đường luôn. Khi mà đi bên hung thần đường phố xe buýt cái này rất là sợ các bà con ạ. Nhiều bác tài lái ẩu lắm. Đây, Học viện An ninh Nhân dân đây. Đấy. Và nó khá rộng. À, nói về đèn đỏ trên Hà Nội này thì cũng lâu lắm chứ là con ạ. Có nơi đèn đỏ đến tận khoảng hơn phút, 90 giây. Đây là Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trước mặt chúng ta là Đại học Kiến trúc Hà Nội. Và tiếp theo là có một cái cổng vào là Học viện cán bộ đô thị. Đây là cái đường vào. Và đây nữa.
Đây là chúng ta chuẩn bị đi qua học viện bưu chính viễn thông nữa. Đây là học viện bưu chính viễn thông. Thì có khoảng trong vòng 100m thôi, nhưng mà cũng bốn trường đại học. Đây học viện bưu chính viễn thông. Và Hà Đông bây giờ cũng khá là sầm uất rồi. Thì đó, các nhà hàng ở các trung tâm mua sắm mở ra rất là nhiều. Như trước chúng ta là cái Hồ Gươm Plaza, cũng là Bixi Hà Đông thì thuê ở dưới luôn. Trên tuyến đường này là tuyến đường mà Minh Toàn thấy nhiều trường đại học nhất ở thủ đô Hà Nội hiện nay. Thì khi mà các bạn trẻ đến đây, chắc các bạn trẻ và các bạn sinh viên, tân sinh viên của Hà Nội cũng sẽ rất là quen thuộc với tuyến đường này. Đây là tuyến đường bây giờ là đường Trần Phú rồi. Còn lúc này là chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Trãi, là một trong những con đường mà nhiều trường đại học nhất ở Hà Nội hiện nay.